sâu vào thì tăng thì nhận. Thở ra, thở ra, đẩy thì nhận. Hít vào thì tăng thì nhận. Thở ra thì đẩy thì ra. Nâng hai tay vươn căng lên kéo giãn toàn bộ cuộc sống thân thể bên trên. Thở ra hai tay ra ngang ra hai bên ấn chân ra. Từ từ lưng gối lên khỏi sàn. Lưng cao gối lên khỏi sàn. Giữ nguyên và hít thở. Hít vào phình căng. Thở ra đẩy khí ra khóc thật chặt ra. Hít sâu vào phình căng bụng lên. Thở ra đẩy khí ra khóc thật chặt ra. Nâng cao gối lên một chút nữa, hít sâu vào. Không bạn nào nâng gối lên nào. Thở ra đẩy khí ra khóc thật chặt ra. Rồi từ từ hạ gót chân xuống dưới sàn. Hạ hai tay lên, chống hai tay xuống thẳng. Tách nhẹ chân sang hai bên, hạ mông về dưới, hai tay vươn cao lên hít sâu, thở ra từ từ hạ hai tay về phía sau, người đầu ngón tay hướng ra ngoài cửa, từ từ lắng xuống cuối.